trời, làm sao mà ra đây nằm được. Ông nội mà còn đẹp vào, ông chụp bài bôi ngay, bài tắm ngay. Bà gì cúng đi. Sang năm đẻ đứa gái đó rồi. Cho cô đụng thôi, gái đẹp. Để con tính 2 năm nữa đẻ đứa gái đó. Trời sao chị khỏi đúng. Trời có nó nói là nó không thiệt kia chứ không. Trời không có đó. Vậy lên đi. Bà gì cô đi cứ giữ okay. Không à. Bà nói còn cây một nữa. Bữa nay có lấy về nó không? Anh thấy cái đèn trên bàn tổ anh nó đẹp. Nó chốt. Con gì đăng khoa. Con của ông Huỳnh Hoàng Thám. Chỗ thì em thấy nó còn 3 cây, cây đặt xe. Cái xe nhà con đang tính mua cái xe 4 bánh đó. Thôi mẹ em chịu tao cho 4 bánh chung quá trời. Bấm cái chạy cái hiếp tới bà nội khỏi lại. Để thằng tài xế đi chơi. Bấm cái hiếp cho tới bà nội. Vậy bà bán tính quá kìa. Nó quay cái chào. Nó tiền bạc gì đó không hà. Tiền bạc chị nó treo đó. Cái ghim điện cái nó quay tròn như cái căn bình thiên vậy đó. Vậy hả? Mà lục yến cho chồng trong nhà. Yến nó vào. Ông đậu, 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 chị không đỡ con Hiền à, đẩy Hiền đi là tao lấy tao đi không đậu luôn á. Tính cái này luộc dụng mà. Chứ mới được không? Nếu mà làm sao chính à? Nó lật nguyên. Bị nãy nó cái xi nhẹ. Cái nhỏ quá. Cái xi nhẹ quá là lật. Thằng màu trống lớn thì để đi ngày 30 chứ chết làm gì giờ đi quậy mấy ông cái dĩa con dĩa bỏ vô đây nè.